Tiến Linh lập cú đúp đưa đội tuyển Việt Nam vào chung kết AFF Cup 2022. Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh tỏa sáng rực rỡ với cú đúp bàn thắng, giúp đội tuyển Việt Nam hạ Indonesia 2-0 và giành quyền vào chung kết AFF Cup 2022 với tổng tỷ số 2-0 sau 2 trận. Sau trận bán kết lượt đi hòa không đều trên sân khách, đội tuyển Việt Nam trở về sân nhà tiếp Indonesia với quyết tâm chiến thắng để tiến vào chung kết. Dù kết quả đối đầu giữa chúng ta và đội bóng xứ Vạn Đảo không thật sự khả quan ở đấu trường AFF Cup, nhưng thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn rất tự tin với điểm tựa sân Mỹ Đình. Mọi thứ khởi đầu suôn sẻ hơn mong đợi cho những chiến binh sao vàng khi ngay ở phút thứ 3, tiền đạo Tiến Linh đã ghi bàn mở tỷ số. Nhận đường bóng phất dài của Đỗ Hùng Dũng, Tiến Linh khéo léo loại bỏ các hậu vệ Indonesia trước khi dứt điểm chìm chuẩn xác trong vòng cấm, đưa đội chủ nhà dẫn 1-0. Sau bàn thắng này, trận đấu diễn ra rất nóng với những pha va chạm nảy lửa của cầu thủ hai đội. Trọng tài người Nhật Bản Yusuke Araki đã phải rút ra 3 thẻ vàng để kiềm chế những cái đầu nóng, trong đó có Tiến Dũng và Văn Hậu của Việt Nam. Indonesia dường như gặp vấn đề về sự tập trung ở mỗi hiệp đấu. Ngay khi bước vào hiệp 2, các học trò huấn luyện viên Shin Tae-yong đã để thủng lưới và người gieo sầu cho họ không ai khác vẫn là Tiến Linh. Từ pha phạt góc bên cánh trái của Hùng Dũng, tiền đạo mang áo số 22 bật cao đánh đầu làm tung lưới Indonesia lần thứ 2 sau trận đấu. Cách biệt được nới rộng, các cầu thủ Indonesia cho thấy tâm lý bị ảnh hưởng rõ rệt. Những đường lên bóng của họ đã kém thanh thoát, càng bế tắc hơn. Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam chơi càng lúc càng thoải mái, tạo ra thêm một số tình huống đáng chú ý về phía khung thành thủ môn Aga Wintana. Tuy nhiên, chúng ta không thể ghi thêm bàn nào và giờ trận đấu với chiến thắng 2-0, tổng tỷ số 2-0 sau 2 trận bán kết. Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo giành vé vào chung kết AFF Cup 2022 và sẽ gặp đối thủ là Thái Lan hoặc Malaysia sẽ được xác định sau trận lượt về bán kết 2 vào lúc 19:30 ngày 10 tháng 1 năm 2023. Vâng, và với việc chỉ có một trận hòa 0-0 ở lượt đi trên sân Bukano đã khiến trận lượt về bán kết AFF Cup 2022 giữa tuyển Việt Nam và Indonesia trên sân Mỹ Đình đang nóng hơn bao giờ hết. Và tuy nhiên, vào chiều nay thì bên ngoài sân vận động Mỹ Đình đang xuất hiện tình trạng ế vé. Theo đó, thay vì đòi giá cao, nhiều phe vé thậm chí đã phải giảm giá bằng vé gốc, thậm chí là giảm giá sâu. Và sau đây là ghi nhận của phóng viên VTC Now. Thưa quý vị, tôi đang có mặt tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình, nơi chỉ một tiếng nữa thôi sẽ diễn ra trận cầu tâm điểm bóng đá ngày hôm nay với cuộc chạm trán giữa Việt Nam và Indonesia trong khuôn khổ trận bán kết lượt về AFF Cup năm 2022. Thế nhưng với tính chất là một trận chiến sinh tử, thế nhưng không khó để có thể nhìn thấy rằng là không khí mua vé ở đây khá là ảm đạm khi mà các cò vé thì đã suốt nhiều giờ đồng hồ nhưng họ không thể bán vé. Nếu như trước đây đa số những trận đấu có sự góp mặt của huấn luyện viên Park Hang-seo cùng với học trò tại những giải chính thức, dài xếp hàng của người hâm mộ với mong muốn được sở hữu tấm vé trên tay, cho thấy nhu cầu mua vé của người hâm mộ là không thể đáp ứng đủ. Có thể nhìn thấy là không khó để cảm nhận được cảnh tượng điều hưu của dân phe vé với cả sấp vé bị bán ế trên tay. Thậm chí dân buôn còn hạ giá sàn để thu hồi vốn. Thậm chí là theo ghi nhận của chúng tôi thì có những người đã giảm sâu so với giá bán của ban tổ chức đến 200.000 đồng. Vâng, thưa bình luận viên Việt Hùng, tại sao trong một trận đấu mang tính quyết định của giải đấu được coi là cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo thì người hâm mộ và các cổ động viên bóng đá Việt Nam lại không đến sân cổ vũ như các giải đấu trước đây ạ? Thật ra thì chúng ta phải nói là không đến sân cổ vũ một cách cuồng nhiệt như các giải đấu trước. Có nhiều lý do lắm, và một trong những lý do mà theo quan điểm của những người làm chuyên môn như chúng tôi thì chúng tôi cảm nhận rằng là thứ nhất là chúng ta, những người hâm mộ bóng đá ấy, họ trải qua một giải đấu cấp đội tuyển quốc gia, đó là World Cup, suốt cả một tháng như thế. Suốt cả một tháng họ được xem Messi, họ được xem Ronaldo, họ được xem Harry Kane, họ được xem rất nhiều ngôi sao sáng của thế giới đá cho các đội tuyển quốc gia tranh tài tại trên đất Qatar. Và đến khi những màn trình diễn đỉnh cao đó ngừng lại thì cuối cùng là AFF Cup đến với người hâm mộ Việt Nam như là một giải đấu tiếp theo cấp đội tuyển quốc gia ngoài các giải đấu câu lạc bộ mà mọi người vẫn đang được theo dõi. Thì tất nhiên chúng ta đã biết rằng nếu như mà so sánh trình độ bóng đá Đông Nam Á mà so sánh với World Cup thì là một trong những cái sự so sánh nó phải nói là hiển nhiên. Thế nhưng mà chúng ta phải thấy là nó không thể không đến trong cái bối cảnh mà người hâm mộ Việt Nam có thể nói là bội thực bóng đá trong khoảng 2 tháng vừa qua. Thế nên điều đầu tiên chúng ta thấy là cái việc mà AFF Cup là một giải đấu không có chất lượng bằng World Cup, nó đến vào cái thời điểm mà người hâm mộ Việt Nam bị bội thực bóng đá. Đó là cái lý do đầu tiên khiến cho những trận đấu của AFF Cup năm nay
Bản thân tôi cũng là thực hiện công tác về đo lường về các cái chỉ số theo dõi, cả trong các bài viết, cả trong các cái luồng livestream trận đấu, vân vân, thì tất cả đều có một chỉ số thấp hơn hẳn so với những kỳ AFF Cup trước. Đó là một trong những con số chỉ ra rằng là giải đấu năm nay chưa hoặc là có thể khẳng định là không hấp dẫn bằng những cái giải trước. Cái điều thứ hai chúng ta phải thấy là nếu như mà đội tuyển Việt Nam của chúng ta đá bùng nổ, đá theo kiểu là hủy diệt mọi đối thủ, đá theo kiểu là có thể là đè bẹp các đối phương một cách có thể nói là băng băng trên con đường tìm lại chức vô địch ấy, thì nó có thể kéo lại một phần nào đó sức hấp dẫn. Nhưng như chúng ta thấy, đó là cái việc mà đội tuyển Việt Nam của chúng ta trong khoảng thời gian vừa qua, bản thân cái trận đấu lượt đi trên sân Bung Cóc Nô đá là nhiều chỗ còn rất là tệ, nhận chỉ trích rất là nhiều ở một số vị trí. Tôi không tiện nói tên về các cầu thủ bởi vì là điều đó có thể khiến cho họ mất tự tin ở trong những trận đấu sau, nhưng đó điều đó cho thấy là đội tuyển Việt Nam của chúng ta đang ở trong một cái trạng thái không thực sự là tốt nhất, không thật sự là mạnh nhất. Thế nên là người hâm mộ cũng có một phần nào đấy là hơi nghi ngờ một chút về màn trình diễn. Và cuối cùng chúng ta thấy là AFF Cup năm nay tại Việt Nam, những nước khác thì tôi không biết, nhưng tại Việt Nam thì cái câu chuyện liên quan ngoài bóng đá đó là sân vận động quốc gia Mỹ Đình, từ mặt cỏ, từ hàng ghế trên khán đài, rồi những cơ sở vật chất tồi tàn xuống cấp vân vân, nó còn chiếm sóng nhiều hơn những gì chuẩn bị của thầy trò ông Park, những ngôi sao phát biểu như thế nào, rồi chúng ta sẽ dùng miếng đánh gì để chơi lại đối thủ. Đấy, tức là những câu chuyện tiêu cực như thế nó lại chiếm sóng nhiều hơn những câu chuyện chuyên môn liên quan đến các trận đấu. Thế nên tổng hòa vào thì nó khiến cho AFF Cup năm nay đội tuyển Việt Nam chỉ là nạn nhân của cái việc mà người hâm mộ không thực sự hứng thú với AFF Cup năm nay nữa. Và tôi cho rằng là nếu như một kịch bản hoàn hảo nhé, đội tuyển Việt Nam của chúng ta phải gặp Thái Lan ở chung kết, xong rồi chúng ta đá một trận lượt về trên sân nhà trong cái bối cảnh là có thể là đang hòa không đều ở lượt đi trên sân khách, hoặc là đang thua trên sân khách với tỷ số tối thiểu chẳng hạn, thì khi đó cái sự sục sôi, cái tinh thần cố gắng quyết tâm của cầu thủ dưới sân và người hâm mộ trên khán đài nó mới thực sự bùng nổ. Và tôi hy vọng rằng một kịch bản đó sẽ xuất hiện để có thể nói là cái cơ hội cuối cùng để vớt vát lại cho giải đấu được đánh giá là giải đấu hấp dẫn nhất khu vực này. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của bình luận viên Việt Hùng. Và tính đến lúc này thì AFF Cup 2022 thì đã trải qua hai trận bán kết lượt đi. Bình luận viên Việt Hùng có thể giúp Hà Giang điểm lại lịch thi đấu và kết quả của các loạt trận này được không ạ? Vâng, thưa quý khán giả, chúng ta sẽ đến với lịch thi đấu và kết quả của các trận bán kết lượt đi cũng như là thời gian diễn ra các trận bán kết lượt về. Chúng ta có Indonesia và Việt Nam đã hòa không đều trên sân Bung Cóc Nô ở lượt đi, và ngày hôm nay thì đội tuyển của chúng ta sẽ tiếp đón đối thủ trên sân Vận động Quốc gia Mỹ Đình. Tiếp theo đó, chúng ta có kết quả được cho là khá bất ngờ khi mà Malaysia đã giành chiến thắng 1-0 trước đội tuyển Thái Lan trên sân Bukit Jalil ở lượt đi. Và sau trận đấu giữa Việt Nam và Indonesia chuẩn bị diễn ra ngay sau đây thôi, chỉ 24 giờ thì chúng ta sẽ biết được đội còn lại vào chơi trận chung kết của AFF Cup 2022. Và như những gì mà chúng tôi vừa chia sẻ thì rất mong hai cái tên đi đến trận đấu cuối cùng sẽ là Việt Nam và Thái Lan. Vâng, xin cảm ơn biên tập viên Việt Hùng. Thưa quý vị, trước khi bước vào những nhận định về cuộc đối đầu tối nay thì chúng ta sẽ cùng nhìn lại màn trình diễn của tuyển Việt Nam ở trận bán kết lượt đi trên sân Bung Cóc Nô của Indonesia. Và rõ ràng thì tuyển Việt Nam đã có một trận đấu không tốt khi các cầu thủ trụ cột đều thi đấu dưới sức và còn có vài thời điểm là mất tập trung. Thậm chí nếu nhận xét thẳng thắn thì tỷ số hòa 0-0 là có phần may mắn với thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo nếu như mà nhìn vào những cơ hội mà Indonesia tạo ra. Và chúng ta không phủ nhận tuyển Indonesia đã có một trận đấu chặt chẽ và tuân thủ tốt đấu pháp mà huấn luyện viên Shin Tae-jung đề ra. Nhưng nhiều người thì cũng cho rằng là những áp lực tâm lý khủng khiếp từ phía khán đài sân Bung Cóc Nô cũng như là việc không có đủ thời gian nghỉ ngơi, hồi phục thể lực khiến cho tuyển Việt Nam thi đấu không tốt và có trận đấu dưới sức. Vậy bình luận viên Việt Hùng, anh có suy nghĩ thế nào về quan điểm trên? Theo anh, đâu là lý do khiến tuyển Việt Nam lại có một trận đấu dưới sức như vậy ạ? Những cái quan điểm mà bạn vừa chia sẻ nó đã phần nào gợi mở trong tôi thêm một vài cái quan điểm của cá nhân tôi nữa. Điều đầu tiên chúng ta phải thấy rằng là cái lý do tại sao ấy mà trận đấu giữa Indonesia và Việt Nam đáng lẽ là cũng đá 19:30, Hà Nội, Bangkok, Jakarta là cùng một múi giờ, tức là họ đá 19:30 thì cũng là cái giờ 19:30 của chúng ta. Thế nhưng mà phải đẩy lên 16:30 vào hôm nọ thì thứ nhất là vì lý do an ninh. Các cổ động viên của Indonesia là có phần là hơi quá khích trong cái việc mà đón tiếp các đội tuyển là khác đến từ trong khu vực ở các trận đấu mà được diễn ra tại Bung Cóc Nô.